Kính thưa quý vị, từ thế kỷ thứ 15 đến nay, các cuộc viễn chinh của những nước ở Âu Châu vừa mang tính khám phá, vừa cải đạo, vừa chiếm hữu các vùng đất của các thổ dân hiền lành, ngây thơ đều do giáo hội La Mã bảo trợ và chủ xướng. Vì quyền lực sẵn có, từ bấy đến nay, giáo hội La Mã đóng vai trò mặc nhiên ở tay trên và đầu não bao trùm hết mọi sách lược mà cái kẻ thực thi chính là các đế quốc xâm lược Âu Mỹ, làm tay, làm chân, làm nhân vật cụ thể, làm tư cách pháp nhân chịu tội hay là thụ hưởng, hoặc tai tiếng các cuộc xâm lược trên thế giới này. Tương tự như lịch sử Việt Nam chẳng hạn. Lịch sử chỉ nói đến Bồ Đào Nha, Pháp hay Mỹ đã xâm lăng Việt Nam, mà thực tế thì Vatican luôn luôn là cái nhân vật quan trọng có mặt trong tất cả các tình huống chính trị. Nhưng mà trong bài này chúng tôi chỉ thu hẹp cái phạm vi tương quan giữa Vatican và Mỹ thăng trầm theo cái dòng lịch sử của thành lập nước Mỹ cho đến nay. Xin giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Quang. Kính thưa quý vị khán thính giả, cái đề tài hôm nay là nói về vấn đề Vatican chủ trương và chủ động trong các cuộc cấu kết với các đế quốc thực dân Âu Mỹ xâm chiếm các nước ở trên thế giới làm thuộc địa. Mà phạm vi này thì chúng tôi dành phần lớn là nói về đất nước Mỹ. Nhưng mà cũng xin nói rõ là cái khởi đầu đó, chúng ta thấy rằng là ngay đối với cấu kết với lại Vatican Pháp đó, thì lúc Pháp chưa có cái ý định gì xâm chiếm Việt Nam thì Vatican đã có người chủ trương đến tìm hiểu những cái tài liệu về tình báo rồi vận động Pháp đánh chiếm Việt Nam mà lúc giờ Pháp chưa có đáp ứng được. Đó là cái chủ trương của Vatican. Tức là ngay khi mà đế quốc La Mã ra đời vào thế kỷ thứ tư thì đã có cái chủ trương đó. Chủ trương đó là muốn chiếm ưu thế cho người da trắng ở vùng Tây Âu và Kitô giáo trong cái chính sách thống trị toàn cầu. Cái chủ trương này á được sử gia gọi là Malachin Martin đã nói rõ trong cái cuốn sách gọi là Decline and Fall of the Roman Church, nơi trang 49, nguyên văn cái bản văn này tôi dịch sang tiếng Việt là như sau: kể từ năm 324, giáo hội La Mã với những mánh mung bịp bợm được tàng hình bằng danh xưng tôn giáo, rồi dùng đủ mọi thủ đoạn gian manh và bạo lực để thiết lập các chế độ đạo Việt tại các địa phương để làm phương tiện cưỡng bách nhân dân dưới quyền phải tin theo niềm tin quái đản của cái đạo Kitô La Mã. Sự việc này được sử gia Malachin ghi nhận như sau: giữa bàn tay của giáo chủ Sylvester và hoàng đế Constantine, giáo quyền do ông Giêsu trao cho ông Peter ở gần Hermon chỉ được tập trung vào một nền văn hóa La Mã, một nhóm chủng tộc da trắng trong vùng Địa Trung Hải, tức là trong vùng địa lý Tây Âu, và nằm trong một tổ chức thống lãnh chính trị đế quốc La Mã. Đó là, tức là cái ưu thế dành cho người da trắng ở vùng Tây Âu và Kitô giáo trong cái chính sách thống trị toàn cầu đã có chủ trương của giáo triều Vatican từ năm 324. Cho đến ngày nay thì Vatican luôn luôn cấu kết với các đế quốc thực dân Âu Mỹ, và sau cùng nữa, nhất là sau đệ nhị thế chiến cho đến ngày nay thì Vatican với Mỹ luôn luôn sát cánh nhau như hình với bóng để mà thành lập những cái nước gọi là cái hiệp ước liên minh quân sự như NATO và CITO để thống trị toàn cầu, nhưng mà thực ra là để duy trì cái quyền lực ưu thế của các cựu đế quốc Âu Mỹ và đàn áp các dân cựu thuộc địa. Việt Nam là một trong những cái nước trong cái hoàn cảnh này. Bản văn sau đây do người trong nhà thờ là cựu giáo sĩ Avro Manhattan ghi trong quyển Việt Nam Why Did We Go trang 157 như sau: bản nghiên cứu về tiêu chuẩn lịch sử cho thấy rằng giáo hội La Mã đã sử dụng một sách lược hành động trong nhiều thế kỷ là đồng hóa liên kết các mục tiêu tôn giáo của giáo hội với mục tiêu của một cường quốc thế tục đương thời. Như chúng ta đã thấy, giáo hội đã sử dụng sách lược này ở Á Châu vào những thời kỳ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp đang là những đại cường đang lên. Ở Âu Châu, sách lược này cũng được áp dụng nhiều lần trong thế kỷ 20, có lúc
giáo hội đã liên kết với nước Pháp, liên kết với đế quốc Gia Tô, Áo, Hung trong thời đệ nhất thế chiến. Rồi trước và trong thời đệ nhị thế chiến thì giáo hội lại liên kết với các chế độ độc tài Ý và Đức của phe hữu. Bằng cách đồng hóa với các cường quốc trên đây vào thời đang lên về các quyền lợi kinh tế, chính trị và chiến tranh, giáo hội đã thâu tóm được rất nhiều quyền lợi. Vì rằng không còn một siêu cường Gia Tô nào kể từ khi đệ nhị thế chiến chấm dứt mang theo sự hủy diệt của chế độ phát xít ở Âu Châu, giáo hội La Mã quay ra chọn Hoa Kỳ để liên kết thành một liên minh chính trị. Đây là hành động để đối phó với sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản Bolshevik và siêu cường Nga Xô sau thời đệ nhị thế chiến. Tình trạng này khiến cho cả giáo hội La Mã lẫn Hoa Kỳ cùng lo sợ và bắt buộc hai thế lực này liên kết với nhau thành một liên minh thực sự trong thời chiến tranh lạnh. Đóng ngoặc xin hết trích. Bây giờ tôi xin nói rõ là từ đệ nhị thế chiến, tức là đệ nhị thế chiến vừa mới kết thúc, thì trong cái lúc đó là phong trào nhân dân các phục địa nổi lên tranh đấu giành độc lập, thì Vatican cấu kết với lại Hoa Kỳ là cái nước chiến thắng trong các nước đồng minh mà cũng là siêu cường, thì cấu kết với lại Mỹ để dùng cái hiệp ước NATO, tức là minh ước phòng thủ Bắc Đại Tây Dương được thành lập vào năm 1946 để tiếp tay cho liên quân Pháp Vatican đem quân tái chiếm Đông Dương. Để chúng ta thấy là thành viên của các tổ chức NATO này là có nước Anh thì hỗ trợ cho quân đội Pháp nổ bộ vào Sài Gòn, rồi nước Mỹ tiếp tay viện trợ quân sự cũng như là sau đó thì là trực tiếp tham dự vào chiếm đóng miền Nam Việt Nam, rồi các nước như là trong cái thành viên của NATO như là nước Bỉ, nước Tây Ban Nha, nước Bồ Đào Nha và nước Canada đều ủng hộ cái cuộc tái chiếm của Liên minh xâm lược Pháp Vatican ở Đông Dương trong cái cuộc chiến đầu tiên, tức là thời kháng chiến 1945-54. Rồi sau đó thì hiệp ước Geneva 54 ra đời ngay sau khi mà Liên minh quân Pháp Vatican bị đại bại tại Điện Biên Phủ, thì hiệp ước Geneva 54 được thành hình và ra đời kết thúc vào ngày 21 tháng 7 năm 1954. Thì trong đó có ghi rõ cái điều khoản là tạm thời dùng lằn ranh vĩ tuyến 17 để làm lằn ranh tạm thời để cho quân đội và chính quyền của chính phủ miền Bắc thì tạm thời rút lui trú đóng ở miền Bắc vĩ tuyến này, và quân đội Liên Hiệp Pháp với lại ngụy quyền và chính quyền Mao Đại tạm thời rút lui về miền Nam. Rồi sau đó về năm 1955 thì hai cái chính quyền Pháp chiếm đóng ở miền Nam và chính quyền miền Bắc hiệp thương với nhau để bàn nhau tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào tháng 7 năm 1956. Thế nhưng rồi ngay sau đó thì Mỹ, Vatican Mỹ đã can thiệp vào để truất cái quyền của Pháp và Mao Đại để đưa những Ngô Đình Diệm vào là người quyền làm tay sai cho Mỹ và Vatican, và sau đó thì họ ra lệnh cho Ngô Đình Diệm từ chối không hiệp thương với lại chính quyền miền Bắc, rồi họ thành lập cái CITO, tức là cái hiệp ước Đông Nam Á, để mà làm ông kẹ hù dọa nếu miền Bắc mà thành lập cái phát động cuộc chiến giải phóng miền Nam thì họ sẽ nhảy vào tham chiến. Điều đó nó chứng tỏ rằng giữa Mỹ với lại Pháp cấu kết chặt chẽ với nhau. Điểm đặc biệt chúng ta cũng nên biết rằng sau khi mà đệ nhị thế chiến thành công á, thì Tổng thống Eisenhower được chọn lên làm Tổng thống và nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng năm 1953. Thì cái nội các của ông Eisenhower nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng năm 1953. Thì trong cái nội các của ông ấy, đặc biệt là lại có cái ông Foster Anh làm Tổng trưởng Ngoại giao, mà ông này á là tín đồ cuồng tín của Kitô giáo,
La Mã, và người em của ông ta là ông Aulandus, và làm giám đốc CIA. Hai cái người này nắm giữ hai cái cơ quan quyết định tất cả những cái tiền viện trợ và vũ khí viện trợ cho các nước tham chiến trong thời đệ nhị thế chiến bị kiệt quệ, bị tàn phá để tái thiết đất nước. Do đó họ có thể lung lạc, họ có thể coi như những người này là tay sai của họ để ủng hộ Pháp, Vatican trong cuộc chiến tái chiếm Đông Dương trong cái thời kháng chiến 1945 là 54. Vậy thì xin nói vấn đề nước Mỹ bành trướng thế lực và đi đến cấu kết với lại Vatican. Chúng ta cũng biết rằng nước Mỹ là con đẻ của nước Anh. Nước Anh á đem người sang định cư ở Bắc Mỹ vào tháng 9 năm 1620, thành lập được một cái tiểu bang ở vùng Massachusetts, rồi dần dần họ mở rộng ra. Thì họ bây giờ họ còn thế yếu, cuối cùng đến năm 1776 thì họ phát động cái cuộc chiến đánh đuổi cái đế quốc Anh thực dân xâm lược trong cái 13 thuộc địa, giành lại quyền độc lập cho 13 thuộc địa. Thì kể từ đó họ trở thành một cái đế quốc xâm lược, đánh chiếm hết tất cả các dân tộc bản địa ở tại Bắc Mỹ, nhất là từ cái biên giới vĩ tuyến 49 cho đến biên giới Mexico. Họ diệt hết tất cả những cái dân tộc bản địa để thành một đế quốc. Cho đến năm 1820 thì họ đã trở thành hùng mạnh. Họ đưa ra cái thuyết gọi là thời ông Monroe của năm 1823, gọi là cái suy thuyết châu Mỹ của người Mỹ châu. Thì bây giờ là họ cấu kết với lại những cái người mà Kitô giáo bản địa đã được Vatican tổ chức chiêu dụ thành ra những người tín đồ cầm quyền ở tại các quốc gia Vatican mà liên kết với lại Tây Ban Nha. Thì họ nói rằng Mỹ châu của người Mỹ châu, tức là họ cấu kết với cái dân Kitô bản địa của Vatican để đánh đuổi người Tây Ban Nha, và đánh đuổi người Anh, và đánh đuổi người Pháp ra khỏi Mỹ châu. Thì cái khẩu hiệu gọi là Mỹ châu của người Mỹ châu là như vậy. Thì khi mà họ vào khoảng 830 thì họ bắt đầu họ phát động những cái cuộc chiến để mà đánh đuổi Tây Ban Nha. Cuối cùng thì trong cái thời gian đó không có mấy chục năm nữa thì Tây Ban Nha mất hết quyền lực ở Nam Mỹ, nhưng mà còn duy trì lại được cái nước Cuba, Puerto Rico và ở đảo Guam, cũng như là ở Philippines là còn nằm dưới quyền thống thuộc của Tây Ban Nha. Cho đến thời ông Abraham Lincoln đó thì nó xảy ra cái chuyện gọi là nô lệ. Thì có cái phong trào người ta thấy nô lệ bị bóc lột nhiều quá, người ta nghĩ rằng làm thế nào để giải phóng nô lệ, thì ông Lincoln là một trong cái chủ trương đó. Nhưng mà nô lệ lại là do Vatican chủ trương tán đồng và duy trì, và chính Vatican có liên hệ đến cái vấn đề buôn bán nô lệ. Cho nên khi mà ông Abraham Lincoln đó phát động cái cuộc chiến để mà chống lại những cái phe bảo vệ nô lệ đó, thì Vatican là cái người xúi dục miền Nam để mà chống lại miền Bắc. Đó là lúc đó là Vatican chống lại ông chính quyền miền Bắc dưới quyền lãnh đạo của ông Abraham Lincoln. Thế thì khi sau đó tài liệu mà ông Tổng thống Lincoln bắt được đó, thì sách sử cuốn gọi là Smokescreen đó có nói rõ vấn đề này, và tôi có ghi lại, quý vị cũng đã thấy trong cái cuộc chiến Nam Bắc, trong cái bài mà nước Mỹ chống lại Vatican đó, thì tôi có ghi lại rõ. Thì lúc bây giờ là Vatican chủ trương chống lại chính quyền Mỹ, nhưng mà sau này chính quyền Mỹ nó lớn mạnh dần dần, khi mà nó thành cái gọi là cái chủ trương nó bành trướng, giống như là Trung Nam Mỹ, nó gọi là châu Mỹ của người Mỹ châu đó, thì Vatican lại cấu kết với cái phần tử do Vatican ương ngạnh để chống lại nước Tây Ban Nha. Thành ra bây giờ là Mỹ lại cấu kết với Vatican để mà duy trì cái quyền lực của họ ở vùng Trung Nam Mỹ. Rồi đến năm 1898, thời ông Tổng thống McKinley, thì họ kiếm chuyện gây gỗ với lại nước Tây Ban Nha, vì Tây Ban Nha bây giờ còn làm chủ cái quốc đảo Cuba,
cũng như là họ gây gỗ bằng cách họ đổ lỗi cho Cuba nổ mìn vào một cái tàu hải quân của họ, giống như họ đổ lỗi cho Bắc Việt đã bắn phá vào ngày 5 tháng 8 có lẽ 1964 về cái tàu Mắt Đốc ở vịnh Bắc Việt. Thì rồi họ khai chiến, họ tuyên chiến với lại Tây Ban Nha và đánh nhau trong khoảng 3-4 ngày gì đó thì Tây Ban Nha thua và Mỹ đã chiếm cái Cuba của Tây Ban Nha, Puerto Rico, đảo Guam và Vinatan. Kể từ đó thành ra Mỹ và Vatican cấu kết tiếp tục thống trị các những cái thuộc địa mà Mỹ vừa mới chiếm được. Rồi cuối cùng thì sau đó đầu thế kỷ thì thời ông tổng thống Theodore Roosevelt đó là bắt đầu công khai tuyên bố là mở rộng cái ảnh hưởng của Mỹ đến ngoài lục địa Mỹ Châu. Và như nãy là tôi đã nói rằng đến thời đệ nhất thế chiến này thì Mỹ cấu kết chặt chẽ với Anh để chống lại cái cuộc chiến phe Đức với lại Áo và Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời khi mà cách mạng 1917 của Nga bùng nổ vào tháng 10 năm 1917 thì dĩ nhiên là ở bên đó cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng cộng sản, họ đánh đổ chế độ quân chủ phong kiến đổi thời và những cái phần tử phản động, giống như là cuộc cách mạng của dân Việt Nam tháng 8 năm 1945 chống lại không những quân xâm lăng Liên Minh xâm lược Pháp Vatican mà chống luôn cả triều đình nhà Nguyễn, cũng như chống lại cái lực lượng phong kiến đi theo với nhà Nguyễn. Thì ở bên Nga cũng vậy, trong cái thời gian mà họ nổi lên làm cách mạng á, gọi là cách mạng đỏ đó, thì họ đánh đuổi cái thế lực phong kiến phản động với lại cái lực lượng mà ủng hộ bọn tăng lữ Kitô, nhưng mà Kitô này là chính thống giáo, thì họ chống lại. Thì bây giờ là nước Anh, nước Mỹ, nước Pháp lại viện trợ cho cái phần tử phong kiến phản động chống lại cái chính quyền đỏ của Nga. Cái bọn mà phản động đó, bây giờ người ta gọi là Bạch Nga. Thế cuộc chiến này cũng bùng nổ vào năm 1919 cho đến khoảng 1923 thì bị quân Hồng quân Liên Xô đánh bại. Đấy là cũng là thằng Mỹ nó đã cấu kết với Vatican với lại thằng Anh để mà chống lại cách mạng Nga kể từ đó. Rồi suốt chiều dài lịch sử đó, thì đáng nhẽ thằng Nga nó không có đứng trong cái mặt trận đồng minh chống lại Đức, Ý, Nhật, nhưng mà vì cái thằng Đức đã tấn công nước Nga vào năm 1941-42 gì đó thì thằng Nga lại nhảy vào vòng chiến, thành ra tham dự đứng về phía bên đồng minh. Nhưng mà nước Nga nó mạnh, thành ra nó tấn công vào Berlin sớm hơn là thằng Mỹ, thành ra nó chiếm được rất nhiều cái tài liệu của Vatican, cũng như là nó đem quân nó ủng hộ cái cuộc nổi dậy của cái nhân dân mà nằm dưới ách thống dân dân Đông Âu, nằm dưới ách thống trị của người Đức, để nó thành lập các chính quyền thân nó, tức là chính quyền thân Nga. Thế thì bề ngoài á thì những cái chính quyền thân Nga là nâng đỡ cho giai cấp lao động và bị trị, còn cái chính quyền mà cũ thân Mỹ đó, thân Nga, thân Pháp đó, thì lại nâng đỡ bảo vệ chống cái giai cấp phong kiến phản động để mà chống lại cái giai cấp cần lao bị bóc lột. Thành ra cái thế giới giữa những người bị trị, bị giới tư bản, giới phong kiến bóc lột thì là thằng Nga đứng về phía dân bị trị, còn thằng Mỹ với thằng Anh, thằng Pháp với lại các nước, tất cả các nước thành viên của NATO là đứng về phía Vatican để bảo vệ cái quyền lợi của cựu đế quốc thực dân Âu Mỹ ngày xưa đã thống trị các thuộc địa. Đó là cái chuyện nó xảy ra là như vậy. Thì hiện bây giờ đó là cuộc chiến ở Ukraine nó cũng theo cái chiều hướng đó, và cho nên là người ta mới nói rằng là Nga đang chiến đấu cho một thế chức thế giới đa cực, còn Mỹ với lại Vatican và các nước đồng minh của Mỹ thì chiến đấu cho cái thế giới đơn cực, có nghĩa là nước thế giới này phải nằm dưới quyền thống trị và ưu thế của người da trắng Tây Âu với lại Kitô giáo, để là ông Mỹ nhà ta làm sen đồng
đối với quốc tế. Đến đây chúng tôi xin tạm chấm dứt. Xin chào quý vị khán thính giả. Hẹn quý vị trong kỳ tới. Cảm ơn quý vị.